Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Đại án Việt Á là một trong những đại án tham nhũng lớn nhất của nước ta trong vòng 10 năm nay. Vụ án trở thành một phép thử với những cán bộ nào không vượt qua được cám dỗ của vật chất. Vụ án này cũng đã ghi nhận sai phạm của nhiều cán bộ từ trung ương cho đến địa phương. Sau thời gian điều tra và ban hành quyết định điều tra cho đến truy tố các bị cáo, thì đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 38 bị cáo liên quan vụ án thổi giá kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Liên quan đến vụ án thổi giá kit xét nghiệm Việt Á, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong đó, hai người bị truy tố cùng lúc hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Các bị cáo gồm Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế thuộc Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Y tế, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Ba người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương. Hai người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hai người bị truy tố tội đưa hối lộ gồm Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á. Hai bị cáo bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Bạch Thủy Linh, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding. 21 người bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm các bị cáo là nhân viên Công ty Việt Á và cán bộ y tế của một số địa phương. Trong phiên tòa này, có tổng số 72 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 38 bị cáo. Trong đó, Phan Quốc Việt có 4 luật sư bào chữa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có 3 luật sư, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh có 1 luật sư, các bị cáo Nguyễn Văn Trịnh và Phạm Xuân Thăng mỗi người có 2 luật sư bào chữa. Tòa triệu tập 24 nguyên đơn dân sự, 139 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong số 24 nguyên đơn dân sự, có 17 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của 17 tỉnh, thành phố và đại diện 2 sở y tế tỉnh, 5 bệnh viện đa khoa, đại diện Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ được triệu tập tới phiên tòa với tư cách tham gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ án liên quan tới Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo. Vụ án được đánh giá là vụ án điển hình về tham nhũng có hệ thống xảy ra từ cơ quan bộ, ngành trung ương cho tới địa phương, tới cấp cơ sở do diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong quá trình điều tra, ngoài cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp thụ lý, cơ quan tố tụng tại 61 tỉnh, thành phố được ủy thác để xác minh, làm rõ sai phạm trong quá trình mua bán kit test Việt Á tại các cơ sở y tế công lập. Đến nay, Công an 15 tỉnh, thành phố đã khởi tố 17 vụ án về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 tỉnh khởi tố về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Gần đây nhất, cuối tháng 12 năm 2023, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội đưa ra xét xử vụ án tại Học viện Quân y. Theo đó, tòa quyết định tuyên phạt Phan Quốc Việt 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, ông chủ Việt Á phải chấp hành mức án chung là 25 năm tù. Bị cáo tiếp theo là Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị tuyên phạt 15 năm tù. Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, lĩnh 12 năm tù, đều về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát,
Chính phủ có chủ trương giao Bộ Khoa học Công nghệ cùng các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch. Học viện Quân y được giao nghiên cứu chế tạo hai bộ sinh phẩm, kit xét nghiệm Real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2, ngân sách nhà nước cấp 18,98 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng, khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ, để công ty Việt Á được Bộ Khoa học Công nghệ duyệt tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm cùng với Học viện Quân y, đồng thời được sử dụng khai thác kết quả nghiên cứu đề tài. Việt còn trao đổi thống nhất với Trịnh Thanh Hùng và Hồ Anh Sơn, lúc đó là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, để cho công ty Việt Á lập hồ sơ, gửi Bộ Y tế xin cấp hồ sơ đăng ký lưu hành kit xét nghiệm. Tiếp đó, Việt đề nghị Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Thanh Long cùng các bị can khác can thiệp, tác động, chỉ đạo Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình, Y tế, Bộ Y tế, tham mưu đề xuất Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký quyết định cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test xét nghiệm COVID-19 cho công ty Việt Á. Từ đó, sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý bị biến thành tài sản của công ty Việt Á, trái quy định của pháp luật. Sau kế hoạch chiếm đoạt đề tài nghiên cứu và Bộ Y tế cấp số đăng ký tạm thời cho Việt Á, ngày 5 tháng 3 năm 2020, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã chỉ đạo để Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu. Bộ này cũng ra thông cáo báo chí thể hiện kit xét nghiệm của Việt Á đã được cấp phép và công ty này đủ năng lực sản xuất kit xét nghiệm. Khi công ty Việt Á sản xuất thương mại để bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống giá cơ bản nhưng vẫn được bộ này hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng một kit xét nghiệm. Phan Quốc Việt còn nói là đã giảm để ủng hộ chính phủ và Bộ Y tế chống dịch. Kết quả điều tra xác định, với mục đích hưởng lợi nhuận cao trên 20% một kit xét nghiệm, 0,5% như thống nhất với Bộ Y tế khi hiệp thương và lót tay cho các quan chức, có tiền chi hoa hồng cho các cơ sở mua kit xét nghiệm, công ty Việt Á đã nâng khống giá trị nguyên vật liệu đầu vào lên gấp nhiều lần. Thực tế, giá thành sản xuất kit xét nghiệm tối đa chỉ khoảng 143.461 đồng một kit xét nghiệm, đã bao gồm 5% lợi nhuận và tất cả chi phí, nhưng bị Việt thổi lên gấp hơn 3 lần. Khi kiểm tra giá hiệp thương, Bộ Y tế xác định Việt Á đã thay đổi nguyên vật liệu sản xuất so với hồ sơ đăng ký lưu hành nhưng không đề nghị kiểm tra. Việc này giúp cho Việt Á được sử dụng giá 470.000 đồng để tạo thành mặt bằng chung bán cho các địa phương, thu lời bất chính. Sau khi hiệp thương, theo đề nghị của Bộ Y tế, công ty Việt Á đã bàn giao kit xét nghiệm cho các đơn vị địa phương trên cả nước sử dụng phòng chống dịch. Với mục đích để Việt Á được thanh toán tiền mua kit xét nghiệm theo kết quả hiệp thương, làm căn cứ để công bố giá lên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Việt còn nhờ Nguyễn Văn Trịnh can thiệp, tác động Bộ Y tế thanh toán tiền. Sau khi cấp dưới tham mưu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã đồng ý dùng tiền từ nguồn tài trợ của 7 ngân hàng để thanh toán cho Việt Á. Kết quả điều tra xác định, năm 2020-2021, tổng doanh thu của công ty Việt Á là hơn 4.200 tỷ đồng, trong đó công ty Việt Á sản xuất tổng số 8,7 triệu kit xét nghiệm, tiêu thụ, bán cho, tặng, ứng trước 8,3 triệu kit xét nghiệm với tổng trị giá hơn 3.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Việt Á đã tiêu thụ gần 680.000 kit test tại các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 222 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiêu thụ tại các đơn vị cơ sở y tế công lập khác trên địa bàn cả nước gần 600.000 kit test, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 180 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty Việt Á hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng là số tiền chênh lệch giá bán. Đến nay, số tiền cần phải thu hồi cho nhà nước là hơn 833 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.